xác định các hộ dân sống trong khu vực bị phong tỏa cách ly là những người cần được hỗ trợ chăm lo đời sống. Các phường thuộc quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đã liên tục hỗ trợ cung ứng thực phẩm, nhu yếu phẩm tận nhà cho người dân. Việc này giúp người dân yên tâm ở nhà trong thời gian thực hiện cách ly y tế. Đối với các mô hình không phù hợp thực tế, phường nhanh chóng có sự thay đổi và mở rộng các sáng kiến hay, thiết thực trong hoạt động phòng chống dịch. Bắt đầu từ ngày 11 tháng 7, quận Phú Nhuận triển khai mô hình đi chợ không khó, có phụ nữ lo. Tổ tình nguyện đi chợ giúp dân mùa Covid-19, các phường sẽ mua giúp lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về PLO@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.